Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Jonah, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa bà anh chị em, hôm nay giáo hội mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Thì hai thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta thấy hai ngài là hai con người, hai hoàn cảnh, hai địa vị và cả hai trình độ, nhưng có cùng một đức tin, cùng một lý tưởng, và đều là những con người yếu đuối, sa ngã, rồi đều biết sám hối và canh tân. Cuối cùng thì cả hai đều được phúc tử đạo vì Đức Kitô. Vậy thì nhìn vào cuộc đời của hai vị cho chúng ta thấy được, dù trong hoàn cảnh nào thì nơi con người vẫn có những cái yếu đuối, mỏng giòn, sa ngã. Dù là ai mà là con người thì chắc chắn là mỏng giòn vì mang thân phận Adam, nhân vô thập toàn. Phêrô cũng yếu đuối, nhút nhát, rồi chối Chúa 3 lần. Còn Phaolô thì trước khi được Thiên Chúa chộp, Thiên Chúa cho ngã ngựa ở Đa-mát, ông ta là một người truy sát những người tin vào Đức Kitô phục sinh. Ông ta hay muốn nói là bắt hại và giết những người tin vào Đức Kitô. Để rồi ông ta nhận ra con đường mình đi sai và quay trở lại, lại trở thành một người rao giảng về Đức Kitô một cách nhiệt tình, và cuối cùng còn chấp nhận chết vì Đức Kitô. Và khi trở lại với Đức Kitô thì ông ta nói những cái lời một cách rất là xác tín: những gì mà tôi biết, những gì mà tôi có trước đây so với việc mà tôi biết Đức Kitô, thì tất cả những cái mà tôi có trước đây đều như là cỏ rác. Hoặc là ông ta nói một câu cũng rất là nổi tiếng về tình yêu với Thiên Chúa: tôi sống không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô đang sống trong tôi. Ông ta sau khi trở về với Thiên Chúa, sau khi trở lại nẻo chính đường ngay, thì ông ta nhận ra rằng chỉ có Đức Kitô là trong cuộc sống của ông ta, Đức Kitô là trên hết mọi sự. Còn Phêrô sau 3 lần chối Chúa thì ông ta cũng lại 3 lần tuyên xưng đức tin, và 3 lần rồi canh tân sửa đổi đời sống, để rồi chính Chúa chọn ông, đặt ông là Phêrô, là tảng đá để xây dựng hội thánh trên nền đá Phêrô này, và trở thành một chính Phêrô, Phaolô trở thành hai trụ cột của giáo hội hôm nay. Để rồi Thánh Phaolô sau khi tuyên xưng đức tin, sau khi trở về nhận ra rằng mình cũng có những lúc nhát đảm, yếu đuối, sai lầm, trở về và ông ta tin nơi Thiên Chúa là ơn Chúa đủ cho ngươi,
và quyền năng ta hiển trị trên sự yếu hèn của ngươi. Hoặc ông ta có những lần ông ta tuyên xưng với người khác phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Vậy thì qua ngày lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ hôm nay, cho chúng con những cái bài học nhìn vào gương hai thánh, để rồi chúng con có những bài học nào. Trước hết, tấm gương hai thánh là mẫu gương của việc sám hối và canh tân. Vậy thì các ngài không chết trong tội như Giuđa, nhưng các ngài biết đứng lên và làm lại cuộc đời. Như tôi nói, đã là con người thì ai cũng có những lúc yếu đuối, cũng có những lúc mà mình bị vấp ngã. Điều quan trọng là mình biết mình đang vấp ngã chỗ nào để mà mình đứng lên, chứ đừng u mê trong chuyện mà mình đã lỡ vấp ngã hay cố tình. Vô tình hay cố ý thì cũng đã là vấp ngã, chứ đừng sống trong u mê tội lỗi, mà đừng đi vào con đường cùng như Giuđa. Sau khi bán Chúa, biết mình đã làm sai, không dám nhận lỗi và không dám canh tân đời sống. Còn Phêrô sau khi chối Chúa 3 lần, Phaolô sau thời gian bắt hại đạo nhận ra những yếu đuối sai lầm, những cái vấp ngã đó, ông ta mạnh mẽ đứng lên và xin lỗi Chúa và trở thành người rao giảng tin mừng về Đức Kitô, khi đã chọn và biết chỉ nơi Đức Kitô mới là sự thật, mới là nguồn sống cho con. Phải biết làm lại cuộc đời. Bài học thứ hai nơi hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cho chúng con ý thức hơn về sự yếu đuối bất toàn của con người. Phải nhờ ơn Chúa thì chúng con mới có thể đứng vững được. Chỉ nhờ ơn Chúa chúng con mới có thể nên thánh được. Vì như trong Thánh Vịnh có nói, nếu Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Chắc chắn nỗ lực nơi chúng con phải cần nỗ lực, phải phấn đấu, nhưng nhờ ơn Chúa con mới có thể đứng vững được. Còn nếu chỉ kiêu ngạo dựa vào sức con thì không thể chiến thắng bản thân mình. Và thứ ba, qua hình ảnh, qua mẫu gương của Thánh Phêrô và Phaolô cho chúng con biết nương tựa vào Chúa để vượt qua được những cái giới hạn nơi bản thân mình. Chỉ nơi Chúa thì con mới có thể làm được những điều có ý nghĩa. Và chỉ khi con biết phó thác vào Thiên Chúa thì con mới đi đến cuối con đường mà con chọn. Vậy thì trên hết chính là tấm gương rao giảng tin mừng của Thánh Phêrô, Phaolô. Hai ngày rao giảng không biết mệt mỏi, không chùn bước trước gian nan. Cho dù dòng đời có những sóng gió nguy nan, cho dù đường trần có lắm gian truân, các ngài vẫn kiên trung cho đến cùng và lòng trung thành với Chúa. Các ngài luôn ý thức rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta, mà xin cho chúng con luôn ý thức thân phận và yếu đuối của mình để nhận ra tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Và nhất là xin cho con biết nương tựa vào ân sủng của Chúa, để mỗi ngày chúng con biết kiện toàn chính mình hơn. Và xin cho chúng con biết rao giảng về Đức Kitô phục sinh như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Và xin cho chúng con dám sống và chết cho Đức Kitô. Amen.